tạo vẻ đẹp hoàn mỹ. Viện thẩm mỹ quốc tế Mỹ Nhân đây ạ, Tuyết Oanh đã trở lại và sẽ tiếp tục chia sẻ cho chị em nhà mình về các câu hỏi liên quan đến dịch vụ nâng mũi. Qua khảo sát trên fanpage cũng như là các hội nhóm làm đẹp thì đối với dịch vụ làm mũi, Tuyết Oanh nhận thấy câu hỏi được hỏi nhiều nhất đó chính là có đau hay là không? Hôm nay Oanh sẽ dùng hiểu biết về dịch vụ và đặc biệt là chia sẻ của chính những người đã từng trải qua dịch vụ làm mũi để trả lời cho câu hỏi này cùng chị em nha. Nice. Trước khi trả lời cho chị em biết về độ bền của mũi thì Tuyết Oanh có một vài hình ảnh muốn mời mọi người xem qua trước nè. Mọi người đang nhìn thấy đó là những hình ảnh của việc phẫu thuật mũi. Theo cả nhà, với các bước trong phẫu thuật mũi thì các thao tác như vừa xem đó có đau không nè? Câu trả lời là có. Mà câu trả lời cũng là không. Không phải là Oanh đang ba phải đâu nha mọi người. Mà tại vì nói về đau thì đó là nói về cảm giác. Mà cảm giác thì sẽ phụ thuộc vào từng người. Mỗi cá nhân sẽ có một cái ngưỡng chịu đau khác nhau nên sẽ hơi khó một xíu để trả lời cho mọi người nghe. Nhưng nhìn chung thì mức đau của việc làm mũi là dễ chịu. Và ngoài ra thì suốt quá trình phẫu thuật và sau đó đều có thuốc giảm đau để hỗ trợ hậu phẫu cho người thực hiện. Oh my god. Nên không cần lo lắng về vấn đề này đâu. Người ta nói trăm nghe hỏng bằng một thấy đúng không? Và trăm thấy thì không bằng một chối. Mà Tuyết Oanh thì nói là trăm trả lời không bằng một chia sẻ của người từng trải. Cho nên để giúp cho những tấm chiếu chưa trải như chúng ta có cái nhìn khách quan hơn thì mời cả nhà nghe những người từng trải qua dịch vụ nâng mũi chia sẻ nè. Bởi vì trước khi nâng mũi thì em lo, em sợ bị đau nè, em sợ nó có nhiều vấn đề xảy ra, nhưng mà khi nâng mũi thì nó rất là nhẹ nhàng, không có đau gì hết. Một người nói là không đau rồi đó. Người thứ hai thì sao? Lúc đầu em cũng vậy, đi nâng mũi muốn đẹp nhưng mà sợ, rất là sợ đau. Nhưng mà không, các chị ơi, thật sự các chị đi nên đi nâng mũi liền cho em. Không đau một xíu nào hết, em vô em nằm ngủ một giấc là dậy liền có một cái mũi đẹp liền chị. Không sưng, không đau luôn, hứa danh dự chị luôn. Không đau luôn đó cả nhà. Hey, đó, đau thì chắc chắn ai cũng sợ rồi. Nhưng mà đẹp thì có sợ hay không ta? Nói chứ sau khi lắng nghe câu trả lời vừa rồi, Tuyết Oanh hy vọng đã giúp cho chị em mình có thể an tâm hơn và sẵn sàng để lên hạng nhan sắc của mình bằng dịch vụ nâng mũi. Và đừng quên là hiện đang có khuyến mãi rất là hời luôn. Nâng mũi sẽ được tặng một suất cắt mí hoặc là cắt môi. Cho nên hãy nhanh chóng liên hệ cho Mignon qua fanpage hoặc là số hotline để có thể nhận được ưu đãi này, chứ không là tiếc hụi hụi đó nha. Và bên cạnh món quà ưu đãi này dành cho cả nhà thì quanh năm suốt tháng, thẩm mỹ quốc tế Mignon sẽ luôn hỗ trợ chị em để có thể trả góp 0% lãi suất. Hồ sơ duyệt chỉ có 10 phút thôi và không cần phải trả tiền trước luôn. Cho nên nhanh nhanh gọi về hotline hoặc là liên hệ qua fanpage nha, để mình có thể vừa nhận được ưu đãi, vừa được hỗ trợ tối đa, vừa được tư vấn một cách nhiệt tình và có mũi đẹp. Còn bây giờ Tuyết Oanh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị em trên hành trình làm đẹp sắp tới nha. Bye bye.